hàng của bạn Quốc Huy xong rồi. Sáng nay có vẻ là không có tập trung được cho nên làm gì nó cũng lâu quá các bạn ơi. Hoặc là mấy ngày qua không có làm, nay nó không có quen tay. Rồi bây giờ thì sẽ đóng cái đơn hàng của bạn hoàn thành đây, 10 con. Yeah. 9 con, tặng thêm 1 con, bù linh kiện 1 con là 10 con. Và bây giờ thì anh Phi sẽ mổ xẻ nó để anh Phi test hàng ha các bạn ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu mổ đây nha. Yeah. Mổ nó thì rất là đơn giản, anh Phi sẽ bắt đầu anh Phi mổ theo cái kiểu mà dây chuyền đó các bạn. Anh Phi mổ xong anh Phi bỏ qua nè. Ha, mổ xong bỏ qua nè. Đó. Đơn hàng của bạn Quy thì anh Phi test và cộng thêm thời gian đóng hàng nữa chắc phải hơn nửa tiếng các bạn. Còn đơn hàng của Hoàng Thành thì chắc cũng phải hơn nữa chứ không phải ít hơn đâu. Tại đơn hàng của Quốc Quy có 6 con à, còn đơn hàng của Hoàng Thành thì tổng cộng tới 10 con lận. Cho nên nó là cái thời gian nó test nó sẽ lâu hơn nhé. Cái con này thì con quà tặng anh Phi lục được ở trên kho nó vẫn nguyên hộp các bạn ha. Có lẽ là anh Phi đã test trước đó rồi cho nên nó có 4 cái băng keo này nè. Và hôm nay thì anh Phi vẫn khui ra anh Phi xem rồi anh Phi test trước đó hay là bản thân mới nó là như vậy. Con này là con sư tử lửa, nó còn mới nguyên nha các bạn ha. Đây, nó còn mới nguyên ở trong này. Anh Phi cá là mới nguyên luôn, anh Phi chưa test qua bao giờ ha. Đây các bạn thấy không? Motor nó còn nguyên luôn, bịch biết là còn nguyên chưa cắt gì hết. Rồi, bây giờ thì anh Phi sẽ test con này nhé. Test thử con này xem coi cái hộp quà tặng nó như thế nào. Anh Phi tặng quà thì cũng anh Phi cũng coi ha, ta nói của cho không bằng cách cho nên anh Phi cũng phải test một cái hộp hàng mới nguyên. Mặc dù anh đã mất cái lớp bao phía ngoài nhưng mà ở trong nó vẫn phải mới nguyên nha các bạn nha. Quay ngon lành các bạn thấy không? Đấy. Rồi anh Phi mới tặng chứ không phải là anh Phi đem đi. Anh Phi tặng cái gì anh Phi nói rõ. Chẳng hạn như hộp hàng này là mèo wow, hay hộp hàng này là do mất cái lớp ở phía bên ngoài. Con này là mất lớp phía bên ngoài nè các bạn ha. Rồi đó, trên tinh thần là như vậy nha. Con sư tử lửa này bây giờ các bạn muốn mua cũng không có đâu nha. Anh Phi khi các bạn hỏi anh Phi cũng trả lời là không. Mặc dù ở trên kho lâu lâu vẫn tìm được con nhưng mà vẫn không có hàng. Nó không có hàng một cách chính thức nha các bạn nhé. Đấy, cái hộp hàng này nó hơi bụi, anh Phi sẽ lao sờ nha. Rồi xong cái hộp sư tử lửa hàng quà tặng này, hy vọng là Hoàng Thành sẽ vui nhé. Hoàng Thành cũng là một cái khách hàng mà nói chung là ngân hàng em cũng mua hết trơn rồi, cũng không còn con nào để em có thể phải suy nghĩ đâu. Nhưng mà mua thêm như vậy thì không biết là sưu tầm như thế nào nha. Hoàng Thành thì đặt hàng anh Phi rất là nhiều lần rồi. Còn một bạn nữa ở Nghệ An là bạn Việt Anh nhé. Bạn Việt Anh thì Việt Anh sáng nay cũng có đặt những cái mẫu này nhưng mà anh Phi soạn không đủ cho nên Việt Anh nói là để Việt Anh đặt lại. Thì hồi nãy giờ vẫn chưa thấy nhắn lại cho nên chắc có thể là Việt Anh đang suy nghĩ ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ bắt đầu lột nha. Anh Phi lột những cái này ra, sau đó là anh Phi sẽ bắt đầu test. Thì việc test xe Tenno Ngân Hà thì thực sự ra tới đây thì cũng gần như xong rồi. Bây giờ anh Phi sẽ chuyển qua khâu test nhanh để các bạn xem nhé. Các bạn xem nhé, test nhanh nha. Để anh Phi sáng nay phân tâm, anh Phi cũng không biết phải nói gì với các bạn, không biết trình bày vấn đề này như thế nào cho nên thôi anh Phi sẽ chuyển qua phần test nhanh để các bạn nghe nhạc nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào khâu test và đóng luôn nhé.